Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sáng ngày 26 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với hai nhóm bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Hội đồng xét xử, viện kiểm sát và luật sư tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo cuối cùng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cáo trạng thể hiện Trương Mỹ Lan khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đã giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiêu Binh, Kiung, Kenick, luật sư được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài đều là các công ty ma thuộc quản lý điều hành của các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng SCB. Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ, các giấy tờ thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng, hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa. Nhưng các đối tượng có thẩm quyền tại ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Jing Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Trong đó có 21 công ty, trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền là 1.511.676.275,26 USD và 21 công ty thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền là 3.024.736.879 USD. Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Khánh Hoàng, Tô Thị Anh Đào cùng Nguyễn Vũ Anh Thi, Trịnh Quang Công và Nguyễn Hữu Hiệu phối hợp với Chiêu Binh Kiung Kenick lập các hợp đồng khống về mua bán, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn, vay tiền, tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty tổ chức ở nước ngoài và sử dụng các công ty để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua hợp đồng khống. Dù hồ sơ không đúng quy định pháp luật nhưng Chen Jing Chung, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng vẫn ký lệnh chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, chuyển đi nhận về là hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Tại tòa, bị cáo Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc công ty Acumen, khai phụ trách 7 công ty, hầu hết là các công ty đang là chủ đầu tư các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Ban đầu bị cáo làm việc trực tiếp với bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nhưng sau đó làm việc với bị cáo Trương Mỹ Lan. Riêng ông Chiêu sẽ thỏa thuận làm việc với phía bên nước ngoài để ký hợp đồng. Trên thực tế không phát sinh giao dịch thật nào với công ty ở nước ngoài. Theo lời khai tại tòa của bị cáo Công, sau khi hoàn thiện các hợp đồng khống, sẽ chuyển cho SCB các chi nhánh làm thủ tục giải ngân. Trong các hồ sơ có những hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp từ bên nước ngoài chuyển về là không thực hiện được. Trương Khánh Hoàng là người ký duyệt hồ sơ cho nhân viên SCB thực hiện lệnh chuyển tiền. Bị cáo này cũng xác nhận từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022 đã chuyển tổng cộng là 1,8 tỷ đô la Mỹ và nhận từ nước ngoài về là 1,4 tỷ đô la Mỹ tương đương với 34.000 tỷ đồng. Trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Tô Thị Anh Đào, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai được giao phụ trách sổ sách hai công ty năm 2022. Trương Mỹ Lan gọi điện thoại cho bị cáo chỉ đạo việc lập hồ sơ khống để chuyển tiền đi và về. Bị cáo theo lời bà Lan giao đã liên hệ luật sư lấy giấy phép công ty nước ngoài làm hợp đồng bổ sung vay vốn kinh doanh 40 triệu đô la Mỹ để cho các cổ đông vay ngược lại. Về số tiền chuyển cho bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của Trương Mỹ Lan, bị cáo Đào cũng xác nhận việc thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB khai tại tòa
Từ năm 2013 đến năm 2020, bị cáo đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài hơn 712 tỷ đồng thông qua các hợp đồng khống. Nhưng chỉ đến khi vụ án khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết được việc chuyển tiền ra nước ngoài là sai quy định. Trả lời hội đồng xét xử về việc là lãnh đạo ngân hàng nhưng tại sao không biết công việc thực hiện, Bùi Anh Dũng trình bày có nhân viên các khối làm thủ tục, tin tưởng anh em nên bị cáo cứ ký duyệt 6 hồ sơ chứ bị cáo không nắm về nghiệp vụ quy định. Lúc ký duyệt hồ sơ, bị cáo không biết công ty này thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng như cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB cũng khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng 929 triệu đô la Mỹ, tương đương 21.810 tỷ đồng và nhận 1,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 47.392 tỷ đồng từ nước ngoài chuyển về, 106 giao dịch. Các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều do các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các hợp đồng khống. Theo Trương Khánh Hoàng, các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài do bị cáo ký duyệt đều không đủ điều kiện chuyển tiền. Bị cáo nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan về việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Bị cáo không biết các hợp đồng được làm như thế nào, Trương Khánh Hoàng khai. Trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Đức Thái tội nhận hối lộ. Hai bị cáo bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ là Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thái đã nhận hối lộ 20 tỷ đồng từ Ngọc và 4,9 tỷ đồng từ Minh. Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra, ông Thái thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bên cạnh đó, vị cựu chủ tịch đã phối hợp với gia đình, nộp lại 3 tỷ đồng tiền hối lộ, tự nguyện giao tài sản để phục vụ công tác kê biên, đảm bảo việc nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính và khắc phục hậu quả vụ án. Ông Thái được Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục xác nhận với Bộ Công an về các thành tích đóng góp của bị can đối với nhà xuất bản. Tương tự, bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Minh Chí cũng thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án. Về việc khắc phục hậu quả vụ án, Ngọc đã cùng gia đình nộp lại 19 tỷ đồng là tiền lợi nhuận thu được trong việc thực hiện gói thầu mua sắm giấy in sách năm 2017 của Nhà xuất bản Giáo dục. Trong khi đó, Minh và gia đình bị can đã nộp lại 2,78 tỷ đồng tiền lợi nhuận thu được trong vụ án này. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đã ly hôn, phải nuôi 2 con nhỏ, trong đó có 1 cháu bị tự kỷ. Ngọc và Minh cũng được ghi nhận có nhiều đóng góp trong hoạt động thiện nguyện xã hội. Công an xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa mật phục bắt gọn 2 đối tượng gồm Bùi Văn Đông sinh năm 1987, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và Nguyễn Tài sinh năm 1987, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt về hành vi trộm cắp 2 xe mô tô và 6 điện thoại di động. Qua quá trình theo dõi, vào lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 9, Công an xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã mật phục bắt gọn đối tượng Đông và Tài khi cả hai đang đi 1 xe mô tô biển kiểm soát 49B1-92182 trên quốc lộ 20 đoạn qua thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ. Ban đầu hai đối tượng khai nhận đây là chiếc xe do cả hai mới trộm được trên địa bàn xã Xuân Thọ. Tiếp tục đấu tranh, công an còn phát hiện 1 xe mô tô Airblade 49B1-52992 để ở cách hiện trường nơi hai đối tượng bị bắt khoảng 200m. Cùng với đó, khám xét trên người hai đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ 6 điện thoại di động cùng một số vam, phá khóa, chìa khóa vạn năng và một số biển số xe mô tô. Cả xe mô tô Airblade và 6 điện thoại di động này đều do các đối tượng trộm trên địa bàn xã Xuân Thọ. Công an cũng xác định cả hai đối tượng đều mới ra tù, trong đó Đông có 4 tiền án trộm cắp tài sản và Tài có tiền án do tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện công an xã Xuân Thọ đang củng cố hồ sơ để chuyển đối tượng Đông và Tài cùng tang vật tới Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Cùng với đó, Công an xã Xuân Thọ đã mời những người có xe mô tô và điện thoại bị đối tượng Đông và Tài trộm đến làm việc để trả lại tài sản. Sau thời gian trinh sát mật phục khoảng 21 giờ 15 phút đêm ngày 25 tháng 9 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì tổ chức lực lượng phối hợp
gồm Phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Ma túy Công an huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra bắt giữ hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký VR07033693 có 3 người gồm PVD sinh năm 1977, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, TVA sinh năm 1987, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, PVA sinh năm 2002, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng, bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy, chở hàng gắn số đăng ký VP1959 đang neo đậu kế bên. Kiểm tra phương tiện thủy, chở hàng gắn số đăng ký VP1959, phát hiện có hai người gồm NVM sinh năm 1986, KVT sinh năm 1992, cả hai người đều trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua làm việc, cả 5 người có mặt trên hai phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 200 mét khối cát để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.